Thưa quý vị, theo lịch, hôm nay hai cựu chủ tịch cùng hàng loạt cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa ra tòa do liên quan đến dự án khiến núi Chín Khúc bị cạo chọc đầu và băm nát. Với các bị cáo, chuyện bị tù tội có thể là bất ngờ, nhưng với nhiều người dân Khánh Hòa, đây là cái kết đã nhìn thấy trước. Tại sao lại nói như vậy? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài viết Nhất phá Sơn Lâm và chuyện băm nát núi Chín Khúc của tác giả Ngô Thái Bình, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Núi Chín Khúc nằm tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được coi là một trong những ngọn núi lớn nhất ở khu vực này. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép cho 7 dự án ở khu vực núi Chín Khúc, trong đó có 5 dự án đã triển khai và được cơ quan chức năng kết luận là có vi phạm. Trong số này có dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự. Cơ quan chức năng kết luận toàn bộ diện tích đất đã giao để thực hiện dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự đều thuộc khu vực quy hoạch đất trồng rừng sản xuất và đất đồi núi chưa sử dụng. Đó chính là lý do khiến các cựu quan chức Khánh Hòa phải hầu tòa về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự được các bị cáo, cựu quan chức Khánh Hòa đặt bút ký quyết định giao đất từ năm 2012 đến 2014. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, khi nhìn thấy núi Chín Khúc bị cạo, bị băm, người dân Khánh Hòa mới biết đến dự án này. Thời điểm này, những ai ngang qua Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Hòa đều ngạc nhiên khi cả một vùng đồi núi bị băm vằm nham nhở. Người ta tự hỏi tại sao chính quyền địa phương có thể cho phép thực hiện một dự án xâm phạm tàn bạo vào thiên nhiên như thế này. Những lo ngại của người dân lẫn chính quyền cơ sở càng dấy lên khi vào năm 2018, một đại họa đã ập xuống xứ này. Thời điểm đó, do mưa to, hồ nước thuộc một dự án khu đô thị trên núi ở Nha Trang bị vỡ đã thành quả bom nước đổ xuống cuốn phăng cả khu dân cư, khiến 4 người trong gia đình một thầy giáo chết thảm. Từ thiên tai, nhưng bản chất là do nhân tai này, người ta bắt đầu mường tượng về những điều khủng khiếp có thể xảy ra trong tương lai bởi cái đại dự án đang triển khai trên núi Chín Khúc. Bất kỳ một sự tác động nào vào thiên nhiên đều mang lại hậu quả tiêu cực, dù ít hay nhiều. Đó là lý do luật quy định trước khi cho dự án triển khai, cơ quan chức năng bắt buộc phải thực hiện nghiêm ngặt khâu đánh giá tác động môi trường, gọi tắt là DTM. Ấy thế mà các dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án tâm linh được cho là lớn nhất nhì Việt Nam, triển khai ngay trên đỉnh núi Chín Khúc lại không hề có DTM. Những bài học về bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên từ lúc còn học phổ thông, những quy định pháp luật chặt chẽ về DTM có lẽ đã bị đồng tiền che mờ tất cả. Ông bà ta có câu, ăn củ rừng 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 nước mắt, để chỉ những hiểm nguy luôn rình rập những người mưu sinh nơi rừng sâu, núi thẳm. Nhưng đó chỉ là những tai nạn nhất thời mà những người nghèo khổ đành chấp nhận đối mặt khi buộc phải kiếm sống chốn nước độc rừng thiêng. Còn với những người có thẩm quyền, những người vì lợi nhuận mà bất chấp mọi lẽ, dám mạo phạm vào thiên nhiên thì không chỉ tự rước họa vào thân mà còn gây họa khôn lường cho cả cộng đồng, xã hội. Cổ nhân từng nói, nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Trước giờ, chúng ta thường hiểu câu này thiên về tâm linh mà không lĩnh hội đầy đủ thâm ý của người xưa về hậu quả của chuyện xẻ núi, phá rừng, lấp sông, lấn biển. Sự tác động ấy không chỉ gây nên những trận bom nước như đã từng thấy, mà nó còn gây nên sự đứt gãy hệ sinh thái, khiến chim muông, thú rừng không còn nơi trú ẩn. Đó là chưa nói, về lâu dài, nó còn tạo nên biến đổi khí hậu, gây hậu quả khôn lường. Trở lại vụ án liên quan đến núi Chín Khúc, cả hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng các cựu quan chức đầu ngành đều bị truy tố, xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Mức hình phạt mà các bị cáo này phải đối diện chỉ từ 5 đến 12 năm tù. Biết rằng khung hình phạt mà Bộ luật Hình sự quy định tương ứng với tính chất, mức độ của tội phạm, của khách thải mà hành vi phạm tội xâm hại, nhưng xét về hậu quả lâu dài của việc phá sơn lâm trên núi Chín Khúc, có thể thấy mức hình phạt ấy vẫn chưa phải là tương xứng. Sai phạm của các quan chức rồi sẽ được tòa định đoạt bằng bản án, người làm sai sẽ trả giá bằng những ngày tháng tội tù. Song, núi Chín Khúc sẽ không thể nào được khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đó chính là cái giá rất đắt mà các cựu quan chức không thể nào trả hết. Người phải gánh chịu hậu quả từ các hành vi sai trái này chính là những người bị hại, những cư dân hiện tại và tương lai của xứ Trầm Hương, Khánh Hòa. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Ở phần tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục ý kiến bạn đọc. Mời quý vị cùng theo dõi.